Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin An Giang, dân tố công an đánh chết người trong trụ sở. Chính quyền nói do đột quỵ. Một người đàn ông lớn tuổi ở ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong sau khi bị đưa về đồn công an. Phía chính quyền cho biết người này chết do đột quỵ, nhưng gia đình thì khẳng định là do bị công an đánh. Hôm 29 tháng 12 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một người dân bị đánh chết trong đồn công an xã. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn Khá, 55 tuổi, làm nghề phụ hồ. Đây là hình ảnh nạn nhân, ảnh trái và công an đứng ra trấn an người dân tụ tập đòi công lý, ảnh do báo Người Lao Động. Người đăng tải thông tin này là ông Nguyễn Văn Tuấn, em, con trai của nạn nhân. Trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông em cho biết sự việc xảy ra hôm 28 tháng 12 như sau. Có hai cán bộ vô nhà tôi, ba tôi xô ra ngoài thì nó lôi ba tôi ra đàn áp ba tôi. Ba tôi chống cự, không lại, ba tôi xô sát với bọn nó, rồi nó xô ba tôi té quỵ xuống. Là lúc đó nó lấy còng số 8, nó còng tay ba tôi đưa lên xe. Mà lúc đó thì ông còn bình thường, mà tại sao ra xã là ông ấy đã chết ngoài văn phòng xã như vậy? Mạng báo Người Lao Động dẫn lời một người đại diện của Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ cho hay, trong đêm 28 tháng 12, lực lượng công an xã đi tuần tra, bắt các vụ tệ nạn xã hội và dựng xe trước hẻm nhà dân. Sau đó cha con ông Khá dẫn xe công an vào nhà dân nên dẫn đến mâu thuẫn, xô sát với công an. Công an mời cha con ông Khá về trụ sở làm việc. Một lúc sau, có người báo ông chết do bệnh tim. Một lãnh đạo của công an huyện Chợ Mới, An Giang khẳng định với báo giới là ông Khá bị bệnh tim chết, chứ không phải có chuyện công an đánh người dẫn đến tử vong và các lực lượng đang phối hợp điều tra. Phản ứng trước thông tin từ chính quyền địa phương, bà Thủy, vợ của nạn nhân, khóc lóc bên quan tài của chồng mình và nói trong một video được đăng tải hôm 29 tháng 12 như sau. Chồng tôi giờ công an mấy thằng đó nó ép buộc, nói là chồng tôi đau bệnh tim, nhưng mà chồng tôi không đau bệnh tim. Đi làm hồ ở đây ai cũng biết. Giả sử chồng tôi đau bệnh tim đi nữa mà nó không có vật cản 16 thằng thì chồng tôi đâu có bị đánh chết. Đánh chồng tôi còn hơn là ăn cướp, đánh chồng tôi còn hơn là phản động. Tôi quỷ van xin tôi lại nó không tha. Đây là hình ảnh người dân tụ tập trước cửa trạm y tế xã Nhân Mỹ sau khi hay tin ông Nguyễn Văn Khá chết, ảnh tờ báo Tuổi Trẻ. Cũng theo bà Thủy thì gia đình được lãnh đạo công an huyện động viên tổ chức mai táng cho chồng và hứa sẽ giúp điều tra sự việc. Tuy nhiên cuối cùng lại kết luận rằng chồng bà bị đột quỵ nên gia đình cảm thấy oan ức. Đến sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, gia đình nạn nhân đã tổ chức chôn cất xong cho người thân của mình ở nghĩa trang gần nhà. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ ghi rằng, tối 28 tháng 12, ông Nguyễn Văn Khá, 55 tuổi, là chồng bà và con trai bị mời về trụ sở công an xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang làm việc. Đến 22 giờ, bà Thủy và ông Khá nhận được tin chồng bà bị công an xã đánh chết và đưa qua trạm y tế xã. Con trai tôi nói chồng tôi và nó bị đánh lúc 21 giờ, có 6 người vây đánh. Lúc đánh chết ông ấy, họ tưởng chồng tôi ngất xỉu nên trở qua trạm y tế xã mà không cho con tôi trở đi. Lúc này con tôi đã van xin mấy công an đừng đánh cha nó nữa nhưng không được, bà Thủy kể lại. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Phan Đình Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người tại công an xã. Hiện lực lượng công an huyện và tỉnh đang phối hợp điều tra. Anh em báo cáo là đêm 28 tháng 12, lực lượng công an xã đi tuần tra có dựng xe trước hẻm của người dân để vào bắt vụ tệ nạn xã hội. Lúc này, cha con ông Khá đã dẫn xe công an vào nhà dân rồi xảy ra mâu thuẫn với công an. Hai bên xô xát nên công an xã mời hai cha con ông này về trụ sở làm việc. Sau đó anh em báo lại là ông Khá có bệnh tim nên chết. Ông Truyền nói. Đây là hình ảnh trạm y tế xã Nhân Mỹ, nơi xác định ông Nguyễn Văn Khá tử vong. Còn Thượng tá Lê Văn Đấu, trưởng công an huyện Chợ Mới khẳng định rằng không có việc công an đánh người dẫn đến tử vong mà do người này bị bệnh tim rồi chết.
Lực lượng công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh điều tra. Chúng tôi sẽ thông tin sau khi kết quả điều tra chính thức. Tại Lâm Đồng, dân cũng tố cáo công an cũng xã cũng đánh chết người dân. Một người dân ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã bị công an xã đánh đến chết hôm 24 tháng 9 vừa qua. Theo cáo buộc của người thân và những người dân chứng kiến lại sự việc chia sẻ. Tuy nhiên, truyền thông của nhà nước chỉ cho biết người này chết sau khi được mời lên làm việc tại đồn công an xã. Nạn nhân là ông Phan Văn Lan, 49 tuổi, theo báo Thanh Niên. Vào ngày 24 tháng 9, ông Lan có mời lời qua tiếng lại với công an khi lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, một cung đường, hai điểm đến. Vào 9 giờ cùng ngày, ba công an xã tới nhà ông Lan phát giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trụ sở công an xã làm việc. Theo báo Thanh Niên, ông Lan khi làm việc với công an xã tại nhà đã có hơi men trong người. Ông Lan tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm công an và bị đưa về trụ sở công an xã. Sau đó, người thân của ông Lan nhận được tin ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu trong cùng ngày. Tuy nhiên, trên trang Facebook, người thân của gia đình ông Lan cho biết ông Lan đã bị công an xã đánh đến hộc máu mồm ngay tại nhà riêng của ông Lan trước khi ông bị đưa lên đồn. Đây là hình ảnh đám tang của ông Phan Văn Lan bị công an đánh chết ở thôn 3, xã Lâm Hà, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, cũng theo người nhà nạn nhân chia sẻ, ông Lan tiếp tục bị công an đánh đập tại đồn công an. Người thân được tin yêu cầu được đưa ông đi bệnh viện nhưng công an không cho. Chỉ đến chiều cùng ngày, công an mới cho gia đình đưa ông Lan đi bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo tờ báo Thanh Niên, việc khám nghiệm hiện trường và tử thi đã được hoàn tất vào chiều ngày 25 tháng 9. Gia đình cũng đã tổ chức đám tang cho ông Lan vào cùng ngày. Ông Phan Văn Thuần, anh trai của nạn nhân, cho báo Thanh Niên biết ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định ông Lan có rất nhiều thương tích. Cũng theo thông tin trên trang Facebook người nhà nạn nhân, khám nghiệm tử thi cho thấy ông Lan đã bị dập gãy, gãy 3 xương sườn và gãy răng. Các hình ảnh và video đăng trên trang Facebook của người nhà nạn nhân cũng cho thấy đầu và người của ông Lan đã bị nhiều vết thâm tím chảy máu. Tuy nhiên, status của hình ảnh này sau khi đăng trên trang Facebook và được 30.000 lượt chia sẻ đã bị Facebook gỡ xuống chỉ trong vòng một ngày vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đây là hình ảnh Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, dùng chân đạp người làm chứng đang nằm trên nền trụ sở công an phường. Bà Đỗ Thị Tuyết Thu, vợ nạn nhân, được báo nhà nước trích lời nói rằng: "Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân." Theo báo nhà nước, hiện Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân ông Lan tử vong. Tình trạng người dân bị chết tại đồn công an hay tại nơi tạm giam xảy ra khá phổ biến thời gian gần đây tại Việt Nam và được truyền thông nhà nước lan tải. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp đều được chính quyền xác định là do tự tử mà chết. Hồi tháng 1 năm nay, một nghi phạm liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng cũng đã tử vong khi bị tạm giam ở trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình nạn nhân được thông báo nạn nhân đã tự tử chết, nhưng thi thể nạn nhân lại có rất nhiều vết bầm tím. Đại diện Bộ Công an Việt Nam trong một lần giải trình trước Liên Hợp Quốc vào hồi năm 2019 về việc thực thi Công ước Quốc tế và các quyền dân sự và chính trị, nói rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong trong các cơ sở giam giữ của Việt Nam có thể là do phạm nhân dày dứt, dằn vặt về hành vi phạm tội của mình, dẫn đến bi quan mà tự tử. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin quan hệ dễ hồi lộ, kéo dài, biến quan chức tử tế ở Việt Nam thành kẻ tham nhũng. Nhìn lại vào năm 2021, công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có tiến triển một số vụ án lớn. Nhưng một số nghiên cứu của nhóm tác giả từ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội công bố vào tháng 9 năm 2021, quan hệ nảy sinh hối lộ ở Việt Nam là hiện tượng sâu rộng hơn dư luận tưởng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung khi còn là giám đốc công an Hà Nội đã có phát biểu gây chú ý rằng người nghèo đi buôn ma túy lĩnh án tử hình, không có gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô,
tham nhũng lại không bị tử hình. Tuy nhiên mới đây, ông cũng bị xử tù vì tội tham nhũng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí tiếng Anh nói về quan hệ dễ trao và dễ nhận hối lộ không ngừng của giới chức Việt Nam. Nhóm tác giả nghiên cứu quan hệ hối lộ ở Việt Nam dựa trên quá trình tâm lý của người trao và người nhận lời mời hưởng lợi, trong đó người nhận là nhóm công chức. Quan hệ dễ nảy sinh hối lộ được đánh giá trên khảo sát thực tế. Ở giai đoạn đầu, khi một đối tác muốn bắt đầu mối quan hệ hối lộ, nghĩa là trao ra một lời mời hưởng lợi, công chức sẽ trải qua quá trình đánh giá tính toán. Trong quá trình đánh giá này, công chức phải cân nhắc lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của mối quan hệ dựa trên thông tin không đầy đủ và không chắc chắn. Một mặt, lợi ích và cơ hội trao đổi, tức là hối lộ, chủ yếu bắt nguồn từ các lỗ hổng quy định, thực thi yếu kém về nền kinh tế tiền mặt. Tương tự, hệ thống chính phủ điện tử của Việt Nam kém phát triển, không thể theo dõi thực chất và đánh giá bất động sản tại các địa điểm khác nhau, tạo cơ hội cho các cơ quan chức địa phương ấn định giá có lợi cho đối tác, đó là hối lộ của họ. Mặt khác, rủi ro chủ yếu là về lòng nhân từ hoặc kỳ vọng của người đưa ra đề xuất cũng như sự trừng phạt của pháp luật. Tuy vậy, mối quan hệ hối lộ không thể duy trì nếu chỉ dựa vào những lời mời, hưởng, những lợi món quà lớn có giá trị. Thay vào đó, công chức thường đánh giá cao nỗ lực của người đưa ra lời mời, ưu đãi trong việc xây dựng mối quan hệ và xem xét sự an toàn của công chức, nghiên cứu đã chỉ ra. Đây là hình ảnh ông chánh án Nguyễn Hòa Bình đi chơi golf gần Hà Nội và có thẻ VIP bị phát hiện bởi một nhóm báo sạch Trương Châu Hữu Danh công bố. Những lời mời hưởng lợi thường được thể hiện dưới nhiều dạng với các gọi khác nhau như quà hoặc là thể hiện tình cảm hay là để ra mắt, vân vân. Thậm chí có thể được tạo ra cẩn thận hơn, chẳng hạn như tạo ra cơ hội cho công chức thắng giải một cuộc thi chơi golf hoặc tổ chức chuyến đi lễ cho vợ của quan chức, vân vân. Tinh vi hơn, đó có thể là một món hàng được bán cho công chức với giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá thị trường. Nghiên cứu cũng tiết lộ thông tin, một công ty có thể nuôi một quan chức trong 5 năm trước khi nhận được hợp đồng. Nhân dịp cuối năm 2021, đài BBC tiếng Việt điểm lại một số vụ việc, con số được nêu ra tại Việt Nam có liên quan đến tham nhũng như sau. Vali tiền đô đem tới Trung ương Đảng. Đầu năm 2021, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể ra một cách thoải mái rằng Trung ương Đảng của ông là đối tượng của quan hệ hối lộ. Theo lời kể của ông Nguyễn Phú Trọng vào hôm 1 tháng 2 năm 2021, thì ai đó đã mang một vali chứa đầy đô la hối lộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bị ông ra lệnh kiểm tra, rồi không rõ người đem tiền đến có bị truy cứu gì hay không. Đây là hình ảnh câu chuyện vali tiền đô xách đến văn phòng Trung ương Đảng được ông Nguyễn Phú Trọng kể lại và nhiều báo chí Việt Nam đã đăng tải. Về trường hợp hối lộ xách vali tiền để Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, lấp liếm. Theo đó, đồng chí cán bộ kiểm tra mở vali xem và thấy toàn tiền đô la. Tôi yêu cầu khóa vali lại, niêm phong và lập biên bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hồn nhiên kể theo báo Công an Nhân dân. Thái độ dễ dãi của nhà lãnh đạo cao cấp nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam cho thấy văn hóa hết sức bao dung đối với đồng chí của mình, phần nào được phản ánh trong nghiên cứu nói trên về quan hệ dễ nảy sinh hối lộ. Tiền tham nhũng thu lại chỉ đạt khoảng 5% và thấp hơn năm 2020. Đó là số liệu nêu ra tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam vào hôm 23 tháng 10 năm 2021 cho thấy tổng số tiền phải thu hồi từ các vụ án tham nhũng ở quốc gia này là 72.000 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương với 3,2 tỷ đô la. Nhưng ngân sách nhà nước chỉ thu về được có 5% con số đó, tức là bằng có 176,5 triệu đô la. Theo báo Thanh Niên, vấn đề này được một đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bến Tre là bà Nguyễn Thị Lệ Thủy nêu ra và đề nghị làm rõ vì sao số tiền từ các vụ án, vụ việc tham nhũng là 72.000 tỷ đồng, song đến nay mới thu được trên có 4.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với năm 2020. Và vấn đề hợp đồng công và lãi quả tiền tỷ trong vụ án công ty Việt Á. Đây là hình ảnh thủ quỹ của công ty Việt Á, bà Phan Tôn Nguyên Thạc Hảo khai rằng công ty Việt Á đã chi tiền cho các đơn vị như CDC Nghệ An, Hải Dương, nhiều đơn vị y tế, bệnh viện, v.v. Các đơn hàng mua bộ kit test COVID-19, thiết bị y tế với số tiền rất nhiều. Tùy vào lượng hàng, ít thì khoảng 500 triệu, nhiều thì cả 100 tỷ trên phạm vi toàn quốc.
Vào những ngày cuối năm 2021, cái tên công ty Việt Á và cụm từ khóa bộ xét nghiệm COVID-19 đã gây sốt tại Việt Nam, cả ngoài đời thực lẫn trên mạng, cả trên truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội. Qua điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 cho biết công ty Việt Á đã chi phần trăm hoa hồng cho giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến số tiền là gần 30 tỷ đồng. Dù chưa nêu tên các tỉnh thành và bệnh viện có liên quan, song cơ quan điều tra Việt Nam cho biết công ty này đã chi rất nhiều tiền để bôi trơn cho các cán bộ, lãnh đạo các đơn vị đặt mua hàng. Những khoản tiền khổng lồ này có thể hiểu là tiền hối lộ. Việt Á bị cho là đã nâng giá sản phẩm quá cao trong lúc chất lượng các bộ xét nghiệm mà công ty cung ứng cho các cơ sở y tế trên 62 tỉnh thành bị đặt câu hỏi. Và điều quan trọng hơn, Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan truyền thông nước này, gồm cả trang của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đưa tin bộ xét nghiệm Việt Á đạt tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới. Điều này hoàn toàn không đúng với điều tra. Thông tin này sau đó đã được rút đi khỏi các trang chính thức ở Việt Nam, nhưng dư luận nước này đặt câu hỏi cả về vai trò của các bộ liên quan, của ngành quân y, của Bộ Quốc phòng trong vụ án thế kỷ này. Và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dịch vụ công ở miền Bắc tham ô nhiều hơn ở miền Nam. Đây là hình ảnh vụ băng giả Đại học Đông Đô mới bị xét xử cho thấy có 55 tiến sĩ dùng băng giả, tuy nhiên không ai bị báo chí công bố. Tháng 1 năm 2020, tổ chức Hướng tới Minh Bạch, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận tại Việt Nam, công bố kết quả khảo sát phòng vũ biểu tham nhũng ở Việt Nam năm 2019. Họ phỏng vấn 1.085 người dân tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 7, 8 và 11 năm 2019. Các tỉnh, thành phố được lựa chọn khảo sát bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bến Tre và Cà Mau. Người dân tham gia khảo sát được hỏi xem trong vòng 12 tháng qua họ có liên hệ hoặc tiếp xúc với bất kỳ lĩnh vực dịch vụ công nào trong số 7 lĩnh vực được đưa ra hay không, tức là bao gồm trường học công, bệnh viện hoặc văn phòng khám công, làm giấy tờ, dịch vụ tiện ích như điện, nước vân vân, công an, cảnh sát giao thông và tòa án. Và nếu có liên kết và tiếp xúc thì họ có phải đưa hối lộ hay không? 66% người hỏi có liên hệ, tiếp xúc với ít nhất một trong những lĩnh vực dịch vụ, và cứ 5 người được hỏi thì lại có một người, tức là tương đương 18%, phải đưa hối lộ ít nhất một lần. Khảo sát cho hay việc hối lộ ở miền Bắc dường như xảy ra nhiều hơn ở miền Nam. Kết quả cho thấy khi tiếp xúc với các cán bộ, công chức thuộc một trong 7 lĩnh vực dịch vụ công được khảo sát trong những người sử dụng dịch vụ công ở miền Bắc, đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Hồng, đưa hối lộ nhiều hơn. Tỷ lệ đưa hối lộ ở Hà Nội lên tới 39%, cao gấp 3 lần tỷ lệ này ở thành phố Hồ Chí Minh là 12%.